Chelsea vẫn chưa dừng mua sắm sau khi đón 6 tân binh. Theo L'Equipe, họ đang thương thảo để mua Malo Gusto từ Lyon. Về phần Lyon, đội bóng nước Pháp sẵn sàng bán Malo Gusto nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Hiện tại, Lyon đang đàm phán cả điều khoản mượn lại cầu thủ 19 tuổi người Pháp đến hết mùa này nếu chốt thỏa thuận xong với Chelsea. Ngoài Chelsea, Bayern Munich cũng đang nhắm đến Malo Gusto. Tuy nhiên, Bayern chần chừ trong thương vụ này vì cho rằng mức giá 20-30 triệu euro do Lyon đòi hỏi là quá cao. Sở dĩ nhiều đội bóng lớn ở châu Âu quan tâm đến Malo Gusto bởi ngôi sao người Pháp đã chứng tỏ năng lực tại Lyon. Thêm hai cầu thủ nữa nhiều khả năng sẽ chia tay đội chủ sân Old Trafford trong kỳ chủ nhật tháng 1 này, đó là Anthony Elanga và Facundo Pellistri. Elanga đang nằm trong tầm ngắm của Dortmund. Theo truyền thông Đức và Anh, Dortmund đã liên hệ với cả Elanga và Man United để mượn tiền vệ tấn công 20 tuổi. Về phần Pellistri, tiền vệ người Uruguay được ba đội bóng theo đuổi là Watford, Valencia và Flamengo. Sky tiết lộ, Man United sẵn sàng để cho Elanga và Pellistri đến một bến đỗ mới để được đá nhiều hơn nhằm tích lũy kinh nghiệm. Quỷ đỏ đang cân nhắc những lời đề nghị hợp lý để bộ đôi này có thể ra đi theo dạng cho mượn. Man United sẽ đến làm khách tại Emirates vào lúc 23:30 đêm mai. Trước thêm trận đại chiến, Man United đón thêm một tin xấu về lực lượng liên quan đến Martial. Theo The Times, Martial không tham gia buổi tập ngày hôm nay của Man United. Vì vậy, nhiều khả năng tiền đạo người Pháp sẽ không thể ra sân ở trận gặp Arsenal. Martial nghỉ tập vì chấn thương ở trận thắng Man City. Vì lý do này, nên tiền đạo người Pháp vắng mặt ở trận hòa Palace 1-1. Vì Martial không thể thi đấu nên Erik ten Hag đã bố trí tân binh Vergas đá tiền đạo cắm trước Palace. Daniel Alves gia nhập câu lạc bộ Pumas vào tháng 6 năm 2022 theo dạng chủ nhượng tự do. Hậu vệ người Brazil ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với đội bóng Mexico. Hơn 6 tháng sau khi khoác áo Pumas, Daniel Alves đã bị câu lạc bộ này thanh lý hợp đồng. Pumas không nói rõ lý do, nhưng tất cả đều biết hậu vệ 39 tuổi bị xé hợp đồng vì scandal sex gần đây. Cách đây một ngày, Daniel Alves bị tố tấn công tình dục một phụ nữ tại hộp đêm Sultan ở thành phố Barcelona vào ngày 30 tháng 12 năm ngoái. Theo Reuters, Juventus bị Liên đoàn bóng đá Ý phạt nặng vì những sai phạm liên quan đến khâu kế toán, báo cáo tài chính và thao túng thị trường. SI cho biết Juventus bị cáo buộc sửa chữa bản đối chiếu bằng các khoản lợi nhuận giả từ các vụ chuyển nhượng để đánh lừa luật công bằng tài chính. Trong đó, cuộc điều tra nhắm vào các phi vụ chuyển nhượng trong giai đoạn 2019-2021. Trước khi bị trừ điểm, Juventus xếp thứ 3 tại Serie A với 37 điểm, kém 10 điểm so với đội dẫn đầu Napoli. Còn hiện tại, họ đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong tài liệu được Corriere della Sera công bố hôm 20 tháng 1 theo giờ Việt Nam cho thấy, Juventus vẫn chưa thanh toán khoản tiền 20 triệu euro cam kết với Ronaldo. Trong năm 2020, Ronaldo công khai đồng ý giảm lương, nhưng bí mật ký một thỏa thuận với Juventus, đảm bảo anh sẽ nhận được số tiền 20 triệu euro ngay cả khi rời câu lạc bộ. Theo La Repubblica, Ronaldo có thể kiện đội bóng cũ chậm trễ trong việc thanh toán. Ronaldo được cho là đã kêu gọi một nhóm luật sư xem xét tình hình tại Juventus và nghiên cứu bản cân đối kế toán của Juve trước khi đưa ra yêu cầu của mình. Trợ lý Lee Yong Jin của đội tuyển Việt Nam cho biết một số câu lạc bộ tại V-League đã gửi lời mời đến ông. Vị trợ lý này cho biết rất có thể ông sẽ xuất hiện ở vị trí huấn luyện viên trưởng của một câu lạc bộ V-League trong tương lai gần. Tôi không thể chắc chắn được tương lai, điều đó không phụ thuộc vào cá nhân tôi. Tôi chỉ biết rằng nếu như điều đó xảy ra, tôi sẽ suy nghĩ và làm hết khả năng của mình. Nếu trong tương lai, đội tuyển Việt Nam cần tôi trong một vai trò nào đó, tôi luôn sẵn sàng. Ngoài ra, dẫn dắt một đội tại V-League là một viễn cảnh khá thú vị. Đã có một số lời mời dành cho tôi khoảng thời gian qua. Họ đánh giá cao khả năng của tôi và có chiến lược rõ ràng. Tuy nhiên, tôi sẽ dành thêm thời gian để nghỉ ngơi và suy nghĩ. Rất có thể tôi sẽ ở lại Việt Nam và xuất hiện trong vai trò huấn luyện viên một câu lạc bộ nào đó.